Tiếp tục mình chạy sửa con này mọi người ạ. Con này là Zotac 750 Ti. Tem của nó đây, 750 Ti 2GB nhá mọi người nhá. Hình như bọn này mình thấy có bản 750 Ti 1GB thì phải. Không biết có đúng không? Hay là mình nhớ nhầm. 750 thường 1GB nhiều rồi, nhưng 750 Ti hình như mình thấy có đúng cái loại Zotac này hình như là có, và những mã khác hình như là không có. Đang lỗi chập chờn mọi người ạ, lúc lên đúng không? Đây là 0.1A mọi người nhá. 0.1A thì cái quạt này nó đã ăn mất 0.4A rồi. Không phải không chắc quạt ăn hết cả luôn đó mọi người ạ. Mình sẽ đo nhá, chả có nguồn gì đâu. Mát mình nhớ ở dưới kia rồi. Đo 12V trước đi. Thì chắc chắn là sẽ có. Đây 12V này mọi người này. Đây mọi người sẽ nhìn được nhá. 12V này có này. Và GPU mất này, GPU 0.4 mọi người ạ. Ôi dở rồi. Thế thì con này lỗi nặng rồi mọi người ạ. 0.4 này. 0.4 thì mất hết các nguồn khác rồi. Nhưng mà thi thoảng nó lại lên 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chơi nó 6. Không có app. Nhưng thi thoảng nó sẽ lại lên mọi người nhá. Thi thoảng mình sẽ chập chờn cho nó kiểu này, chập chờn kiểu này mọi người ạ. 0.11 này, 13 này, 11 này, 11 này. Khi đoảng nó lại chạy, mình thấy khi đoảng nó lại chạy cơ. Không được rồi mọi người ạ. Khi đoảng mình cứ chập đi chập lại này thôi. Là khi đoảng mình sẽ thấy nó chạy. Nhưng mà thôi không được rồi mọi người ạ. Thôi mình sửa nó luôn nhá. Không được rồi. Chắc mình treo nó lâu quá. Đấy 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 mọi người để ý không? 0.36 này. Có khi lại không được. 0.10. 11. 11 tiếp này. Không được mọi người ạ. Không được rồi, thôi, mình sẽ tháo ra để mình xử lý nó, xem có xử lý được không. Khá là bụi bên trong, khá bụi mọi người ạ. Nếu mà sửa ok thì vệ sinh cho khách luôn, mà không ok thì thôi, không phải vệ sinh nữa mọi người ạ. Trả rác cho khách. Thôi mình tháo ra đấy nhá. Định lười vệ sinh mọi người ạ, nhưng mà không vệ sinh không được, nó bụi quá. Thôi mình sẽ phải đi thổi bụi đã mọi người ạ. Mình cảm thấy lệnh Enable hơi thấp mọi người ạ. Enable của nó đây mọi người nhá, chân số 3 này. Nó được 1.18V, như vậy hơi thấp. Rồi mình sẽ kiểm tra dò mạch xem là lệnh Enable nó ăn như thế nào và xem là có lưng của nó lên không nhá. Lên rồi mọi người này. 0.49 này. Và mình đo lại nhá. Enable của nó Enable cao ghê. Enable của nó 0.48 mọi người ạ. À 4.8V, tức là ngang với lại VCC luôn. Chắc là bình thường thôi, không sao đâu mọi người ạ. Mình đã xử lý xong, bây giờ cắm vào main, test thử xem là có ok không mọi người nhá. Trả lại keo khách, phải vệ sinh luôn mọi người ạ. Có công sửa chữa rồi mọi người ạ. Test lên hình trước mọi người nhá. Kích nguồn này. Quạt quay ok này. Nắm nóc sáng chưa? Nắm nóc đã sáng, màn hình. Lên chưa? Lên đẹp mọi người nhá. Như vậy là khả năng cao. Sao mình nhìn nó cứ lệch lệch nhỉ? Không phải mọi người ạ. Cái chỗ này nó vát lên nhìn như thế thôi. Không phải. Rồi, lại thay thế vào con 750 Ti vừa mới sửa xong. Giga vừa mới sửa xong. Để test con này xem có ok không. Mình tra lại keo rồi đấy. Không biết là nó có mát mẻ không. Nhưng con 750 Ti này thì mình thấy hơi nóng. Tra keo rồi mà vẫn thấy nóng mọi người ạ. Rồi, sắt đào đi ạ. Sắt đào nó. Như vậy ngày hôm nay ít nhất là đã sửa được hai con 750 Ti rồi. Con này chờ bước kiểm tra thôi, nhưng mình nghĩ là ok. Còn con này mọi người ạ. Còn con này 650 Ti cũng bình thường. Nhưng mà sửa con này công cao rồi mọi người này. 1660 Super của hãng PRI mọi người ạ. Hãng này không có sơ đồ. Lần trước mình đã từng gặp một con này rồi, mình chưa sửa được. Không biết bây giờ mình có sơ được nó không. Không biết bây giờ mình có sơ được nó không mọi người ạ. Nhưng trước là mình từng gặp một con như thế này nhưng mình không xử lý được. Rồi. Cố gắng sửa cho khách càng nhiều càng tốt. Mình có công sửa chữa, khách thì có cạc bán.
không phải vứt đi, xã hội để bớt một tí rác thải mọi người ạ. Vậy con này ok. Cứ chăm chỉ cắm đầu vào sửa. Các ô, chặt quá mọi người ạ. Vướng cái gì không ta? Thấy cân cấn nhỉ. Ok, đã nhận mọi người nhé. Đã cắm, cắm cổng DVI để xuất hình. Ok rồi, lên hình đi. Cái đèn sáng là cây mình đang chạy mọi người nhé. Lên hình chưa? Chưa thấy gì. Chắc là sẽ xuất video on trước, video rời sẽ xuất sau. Video on lên ok này. Con này 2GB. Vừa mình không nhớ là video RAM gì. Bọn này lõng lắm điện thoại video RAM lắm mọi người ạ. Lúc thì Samsung, lúc thì Nvidia, lúc thì Hilux. Ô nó chưa nhận này. Mình tưởng là trước 750 Ti thì giờ 750 Ti lẫn nhận luôn cơ. Khác nhau mọi người ạ. Ô chưa nhận rồi mọi người ơi. Chưa nhận rồi, bây giờ mình reset lại. Reset lại phát. Thường mình reset lại nó sẽ ơn sẽ nhận thôi, bởi vì nào. Con bên này của mình giờ lõng kén kén. Lên nhanh này, không biết đã nhận chưa. Giờ này mà chưa nhận thì mình là pau video mình xử lý. Chưa nhận thì sao mọi người ạ. Chứ 750 Ti thì có gì mà khó đâu. Mà phải chắc là chưa nhận này. Chưa nhận thật mọi người ạ. Và mình pau video để mình cắm lại nhá. Đang nhận đây mọi người này. VGA này, VGA Company gì này. Xuất hình sang bên này này. Ok, đã nhận được đúng 750 Ti. Mở ra là nó sẽ hiện Zotac PAL ấy mọi người ạ. Zotac PAL, PAL. Đây, đúng Zotac là mọi người này. VGA của Samsung. Hình như mình có rồi ấy, mình chẳng cần lưu nữa. Căn mọi người nhá. Quả tắc chưa xóa phát. Không biết là nó có chạy không, mình vừa ấn vào đây. Thường như thế thì cái này nó sẽ bị phát ra ấy mọi người ạ. Không biết có bị phát ra không. Cái này nó nhạy lắm, nó chỉ nó không có chế độ cửa sổ đâu mọi người ạ. Mà mình ấn sang màn hình bên này cái này, cái này nó tự thoát, đưa nó thoát ra luôn. Nó xem thử xem nó có thoát không. Thoát thì mình lại khởi động lại. Mọi người mà không thích nha, xem cái đoạn này mọi người có thể tua đi nhá. Thường những đoạn này mình chỉ ngồi chém gió mọi người thôi. Đúng là chiều nay là chỗ mình sẽ phải học bắn súng mọi người ạ. Sắp tới trên sư đoàn mình có bộ quốc phòng kiểm tra công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, điều lệnh đội ngũ. Năm nay sư đoàn mình xây dựng điểm về điều lệnh đội ngũ mọi người ạ. Nên là huấn luyện điều lệnh rất là nhiều. Mọi người sẽ không nhìn thấy âm thanh. Mình tắt âm thanh, mình vẫn chưa mở lại từ lâu rồi. Vì giờ tới mình sửa cái con gì ấy mà nó cứ chạy khoảng vài tiếng bắt đầu nó mới sập. Mình cứ thế mình treo thôi. Thôi mình phải tắt âm thanh đi. Sau ấy mình mở. Mở chuyện mình nghe mọi người ạ. Mở chuyện mình nghe là tối mình ngủ. Hôm qua thì mình đọc một cái chuyện. Mọi người có thể lên YouTube tìm chuyện ông chủ của kênh Cô Vân, chuyện của Nguyễn Công Hoan. Ngày xưa khi mà mình học môn ngữ văn ấy thì có một bài của Nguyễn Công Hoan ở trong sách ngữ văn, hình như cấp 3 mọi người ạ, mình không nhớ lớp mấy. Có một bài tên là cấp 2 mọi người, cấp 2, hình như cuối cấp 2 đầu lớp 8 như vậy. Có một bài là tinh thần thể dục của Nguyễn Công Hoan. Thì Nguyễn Công Hoan cũng viết nhiều chuyện. Thì bây giờ hồi lấy mình đọc cái bài tinh thần thể dục thì mình thấy cũng không hay lắm. Nhưng mà vừa rồi mình nghe Nguyễn Công Hoan, chuyện ngắn Nguyễn Công Hoan, chuyện vừa rồi có chuyện ông chủ. Hôm qua mình nghe một chuyện nữa là chuyện bà chủ, thì có chuyện ông chủ mọi người ạ. Kể về cái cuộc sống của người Việt Nam mình cuối cái thời kỳ Pháp,
cái anh này, hai vợ chồng anh này thì anh này rất là nhà rất là nghèo, nhà chị kia cũng nghèo, nhưng mà chị kia lại thuộc hàng rất là xinh gái tốt của làng, đại khái bây giờ kiểu hoa hậu ấy mọi người ạ. Thì anh này cưới chị này cũng ưng, sinh cho anh này một cô con gái. Hai người thì cũng quyết tâm đi làm ăn xa để đi sang làng bên cạnh mua nhà, lấy đất, xong rồi hình như ngày đấy chị cũng không cần phải mua đất đâu mọi người ạ. Hình như ngày đấy chỉ cần cứ ra chiếm lấy một cái mảnh đất, sau ấy là dựng cắm tre cắm cọc lên, mua tre mua cọc các thứ về, mua lạp về thế buộc lên xây ở thành nhà thôi, hay là tắp đất xây thành nhà thôi. Thì thời đấy chắc là như vậy, bởi vì thời ông ngoại mình thì vẫn ở nhà đất mà. Nguyễn Công Hoan thì chắc tuổi chắc là ngang rồi ông ngoại mình, ông ngoại mình mất cũng lâu rồi, mình đoán thế. Thì cái ông địa chủ ở cái làng đấy, ông ấy cho cái anh chồng thuê ruộng, rồi thuê trâu, thứ lợ ông lợ tiền ông ấy nhiều lắm. Bấm đi bấm lại thì làm mà không đủ trả lợ, nhưng mà ông ấy vẫn phải cho thuê. Thế khi mà nhà ông có việc ấy, thì hai vợ chồng anh này đến phụ giúp việc của nhà ông ấy, xong rồi biếu quà. Thì ông này ông ấy nhìn thấy vợ anh này xinh quá, thì ông ấy lẩy ra ý đồ, ông ấy chiếm vợ anh này. Thì chị ấy không nghe. Ông này có cái đứa con bé bằng mới có mấy tháng tuổi ấy, thì gọi chị ấy đến làm vú, thi thoảng xuống tranh thủ lúc vợ đi vắng ấy. Thì ông này ông ấy xuống, ông ấy tòm tem, ông định sơi nhưng chị này không nghe. Thế là ông ấy cho ô tô ông ấy chở đi gặp vợ ông ấy, ông ấy vu cho là vợ chồng nhà này là đưa vợ đến để quyến rũ ông ấy, xong ấy là lấy tiền xóa nợ, tham tiền của ông ấy. Nhưng mà anh chồng ở nhà anh nghe tin như thế thì đi thấy vợ đi làm vú em mấy tháng rồi mà không về. Thế là anh ấy lên anh ấy tìm, thì đúng lúc bà vợ lại về, bà ấy về trước, ông kia mới lại cái ông chồng với cả cái bà kia thì về sau. Thế là bà vợ bà ấy bắt được anh này ở nhà, bà ấy tức, thế là bà ấy cho trói vào cây cau, xong rồi bà ấy sai người nhà ra đánh đập. Thì anh này gửi con ở nhà thì con chết, bởi vì là ốm không có tiền mua thuốc uống, chết con chết rồi. Thì bố cũng bị kiểu bị lây hay sao ấy mọi người ạ, thế là đang ốm sốt, nhưng mà nghe tin vợ ở trên kia bị ông kia ông ấy chiếm mất rồi, lòng nó đau mọi người ạ. Thế là anh ấy mới chạy lên trên đấy, thì người nhà của ông kia cũng chả nói năng gì đâu. Thế xin vào ở làm thuê là giúp việc cho ông ấy mấy hôm để chờ ông ấy đưa vợ mình về thì hỏi cho ra nghĩa. Thì trong ngày đấy bà vợ bà về trước, bà ấy nhìn thấy thế là bà ấy đánh cho anh này một trận. Bà ấy trói ở gốc cau, trói từ trưa đến tối, bắt người nhà ra đánh, mỗi người đánh mấy gậy lần. Thế là mấy hôm sau chị vợ về thì chị ấy chạy về nhà, chị ấy tìm chồng thì không thấy đâu cả. Thì chồng đi rồi, mà nghe tin con thì chết rồi. Thế là chị ấy mới chạy lên nhà ông này xin vào. Thì bắt đầu là bà này bà ấy giả vờ tử tế, bà ấy bảo là chồng mày đi lên đây đường xa bị ốm chết đây, bà thương bà cho quan tài bà cho tiền. Thế là chị vợ khóc lóc rồi cảm ơn nhà gia đình ông kia, xong bắt đầu đưa xác chồng về chôn. Thế là hết chuyện mọi người ạ. Chuyện thì mình kể nó cũng không được hấp dẫn, nhưng mọi người có thể lên YouTube search kênh cô Vân nghe chuyện ông chủ. Ở đây mình sẽ mở cho mọi người, chuyện khá hay, mọi người có thể nghe để biết thêm về ngày xưa nhân dân mình, cái thời kỳ mà đây kênh chuyện xưa không phải mọi người, kênh cô Vân đây mọi người này. Cái chuyện vua ăn trộm này cũng hay phết mọi người ạ, mọi người có thể nghe thử nhá. Mưu mô dân nghiện bắt trộm nghèo. Đây chuyện ông chủ, mọi người tìm cái chuyện ông chủ này, nghe chuyện về địa chủ nông thôn miền Bắc đấy, nghe đau xót vô cùng mọi người ạ. May mà chế độ nghe thế mới biết được quý trọng cái thời bây giờ mọi người ạ. Thời hòa bình, người dân chúng ta là còn sung sướng hơn thời đó rất là nhiều. Mặc dù bây giờ chúng ta vẫn bị bóc lột nhiều mọi người nhé, mình vẫn bị bóc lột nhiều về sức lao động, tư bản vẫn bóc lột người dân chúng ta nhiều đấy, nhưng mà về đời sống, về chế độ chính sách thì mình đã hơn ngày xưa rất là nhiều rồi mọi người ạ. Thôi mình sẽ kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thấy video hữu ích hãy ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chào tạm biệt các mọi người, chúc mọi người một ngày vui. Nếu mọi người cần sửa chữa đồ máy tính, linh kiện máy tính, MVC, VGA, hãy liên hệ với mình qua phần mô tả video nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chào tạm biệt các mọi người.